Xin chào tất cả các bạn nha. Cái video clip trước á, mình có đặt một cái câu hỏi là tại sao các bạn muốn lấy cái visa làm nông này. Thì trong cái video clip này, mình cũng muốn chia sẻ cũng như là cái trả lời cái câu hỏi mà mình đặt ra cho tất cả các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn lấy một xin cái visa này thì tất nhiên là các bạn muốn đi qua Úc làm rồi. Để làm chi? Để là trang trải cái cuộc sống, hoặc là để là cải thiện cuộc sống của chính mình, cũng như là cho gia đình, và cũng có thể sau này là giúp đỡ cho người thân. Thì đó là cái điều đầu tiên. Và cái điều thứ hai là các bạn muốn sống một cái đất nước mà nó có một cái sự phát triển mạnh mẽ, cũng như là một cái xã hội, một đất nước văn minh, hoặc là một đất nước mà đem lại tất cả những cái là an sinh xã hội nó tốt hơn. Thì nếu như các bạn muốn những điều đó, thì cho nên các bạn mới xin cái visa làm nông này, có đúng không các bạn? Đúng không ạ? Thì mình đặt cái câu hỏi là tại sao các bạn muốn lấy, bởi vì mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn nó như thế này. Nếu như các bạn đã có cái visa làm nông rồi, các bạn rất là hớn hở để bước qua một cái đất nước mà nào giờ mình chưa bao giờ được biết. Tất nhiên là mình rất là nôn, mình rất là hớn hở và mình cũng rất là hồi hộp. Chính vì vậy là mình luôn luôn là muốn được cái visa này. Nhưng khi các bạn đến Úc, có hai điều mà các bạn cần phải vượt qua. Thứ nhất là chịu khó, các bạn phải chịu khó. Bởi vì cái mục tiêu mà mình lấy cái visa này để làm gì? Là được qua Úc làm việc, có một cái mức lương cuộc sống ổn định, và cái thứ ba là điều rất là quan trọng là được ở lại Úc, và cũng sẽ là được công dân Úc. Đó là cái điều mà mình mong muốn. Cho nên là các bạn để được ba cái điều này, thì cái điều kiện đầu tiên là các bạn phải chịu khó nha. Bởi vì á, khi các bạn đi qua một đất nước mà tất cả mọi thứ đều xa lạ, thì công việc của các bạn nó không phải giống như những cái công việc mà các bạn đã từng trải qua. Một cái công việc mà có thể ra ngoài nắng và mùa hè, cũng có thể đi ra ngoài lạnh lẽo của mùa đông. Chính vì vậy là các bạn phải chịu khó đi làm. Để làm chi? Để kiếm tiền, thu nhập cho gia đình, cũng như là sau này cái quá trình làm việc của mình được tốt, thì chính phủ sẽ xét duyệt cho các bạn ở lại. Thì cái điều đầu tiên là các bạn phải chịu khó. Cái điều thứ hai là các bạn vượt qua được cái nỗi buồn. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn sống tại Việt Nam, các bạn có anh chị em, các bạn có cha mẹ, bước ra đường thì các bạn có bạn bè, hoặc là buồn thì các bạn có thể đi ra ngoài uống cà phê với bạn, hoặc là uống vài chai bia với bạn. Ở Sài Gòn sẽ rất là náo nhiệt, rất là vui. Hoặc là nếu các bạn không ở Sài Gòn, các bạn ở một cái vùng quê nào đó, thì ít ra các bạn cũng có cha mẹ, anh chị em, bạn bè, các bạn hú một cái, các bạn qua bên nhà bên kia, các bạn ngồi uống bia chung, nó rất là vui. Cuộc sống của các bạn nó đã là như vậy rồi. Nhưng bây giờ các bạn bước qua Úc, không người thân, không bạn bè. Tất nhiên là có người này cũng là người Việt, người kia, các bạn đỡ được cái điều đó thôi. Nhưng mà cũng không bằng cái người thân của mình. Các bạn rất là nhớ nhà. Rất là nhớ nhà. Rất là nhớ những cái khoảng khắc, những cái thời gian mà trước đây các bạn đã từng sống. Cho nên thời gian đầu các bạn rất rất là buồn, rất rất là nhớ nhà.
Đôi khi mình cảm thấy có một chút gọi là chán nản vì cái hoàn cảnh, vì cái cuộc sống mới mình chưa quen, mình buồn lắm, rất là buồn nha. Cái này là mình nói trước cho các bạn hiểu là rất là buồn. Nước Úc vượt qua cái là buồn và chịu khó. Thì hai cái điều này, một khoảng thời gian các bạn sống quen rồi, các bạn sẽ vượt qua nó. Nhưng cũng tùy theo tinh thần của mỗi người. Khi các bạn vượt qua được cái điều này rồi, mình nói thật và dám chắc với các bạn là các bạn có tất cả, có tất cả mọi thứ. Ở đây mình muốn nói là có tất cả mọi thứ là gì? Các bạn chưa bao giờ lái một chiếc xe hơi, các bạn cũng có tiền, có điều kiện để mua một chiếc xe hơi. Các bạn chưa bao giờ ăn cá hồi. Mình chỉ ví dụ, ở Việt Nam chỉ có đầu cá hồi thôi, chứ chưa bao giờ mình ăn được cái thân của con cá hồi. Thì ở đây, việc ăn một món cá hồi nó rất là đơn giản. Thứ ba, các bạn làm nông, các bạn sẽ thấy được những cái trái xoài nó bự cả ký như vậy nè, nó bự. Thì các bạn sẽ ăn những cái trái xoài mà mình chưa bao giờ thấy nó bự như vậy. Và các bạn cũng chưa bao giờ ăn một con cua mà nó trên cả ký. Các bạn cũng chưa bao giờ. Thì ở đây các bạn có điều kiện để sở hữu nó. Và cái điều nữa là các bạn chưa bao giờ được ăn bào ngư. Thì ở đây các bạn cũng dễ dàng để mua những bào ngư các bạn ăn. Rất là đơn giản thôi. Và hơn nữa, các bạn chưa bao giờ xài những đồ hiệu. Nhưng mà ở đây các bạn có thể mua được những món đồ mà mình thích. Trừ khi để được những điều này, để được tất cả mọi thứ, có nhà cửa, có xe, có cuộc sống ổn định và hưởng được tất cả những cái gì mà gọi là tốt đẹp nhất, thì việc đầu tiên khi các bạn bước chân qua Úc này, các bạn phải thắng chính mình, vượt qua được hai điều mà hồi nãy mình đã chia sẻ các bạn: cái nỗi buồn nhớ nhà và chịu khó làm việc. Bởi vì đôi khi các bạn qua bên Úc này, các bạn thấy một cái công việc nó cực quá đi. Đi ra ngoài farm trời nắng chang chang vào mùa hè, hoặc là vào mùa đông lạnh lẽo, các bạn thấy nó cực quá đi. Tại sao lại mình cực như vậy? Mình mệt quá. Mình lấy cái visa này có đúng hay không? Ví dụ vậy. Đó, tại sao mình có một cái câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Thì các bạn phải vượt qua được cái điều này, vượt qua được chính mình trong những cái thời gian đầu tiên khó khăn nhất. Cho nên tại sao nước Úc và cái người chủ nông trại, họ muốn có vợ, có chồng, có con cùng đi chung? Bởi vì giúp một phần đó là giúp cho các bạn một cái tinh thần để các bạn yên tâm làm việc. Cũng như là xin lỗi các bạn, cũng như là nước Úc là một cái nước rất nhân đạo, cũng giúp cho một cái những người làm nông cuộc sống ổn định, và cũng giúp cho những người chủ nông trại có những người công nhân ổn định, nguồn lao động ổn định, để mà giúp ngành nông của nước Úc phát triển mạnh lên. Thì cái công sức này cũng là do các bạn cống hiến để mà cái ngành nông của nước Úc nó phát triển mạnh lên. Nhưng các bạn phải vượt qua được những cái thời gian này nha. Bởi vì đây là cái lời nói, là những cái sự suy nghĩ, những cái lời khuyên chân thành mà mình muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Có những bạn khi bước chân qua đây, những ngày tháng đầu mệt mỏi vô cùng, chán nản vô cùng, nhưng các bạn phải vượt qua được. Đôi khi các bạn lại muốn trở về Việt Nam, hoặc là các bạn làm 9 tháng, sau đó các bạn 3 tháng bay về Việt Nam, rồi cũng các bạn có một những cái 3 tháng thời gian đó vui vẻ
bạn bè, các bạn có thể là gặp mặt, uống đồ, uống bia, cà phê, cà pháo, nó vui quá đi. Nhưng tới cái ngày mà bắt đầu các bạn trở lại Úc để làm việc tiếp, thì các bạn cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì các bạn phải vượt qua được cái khoảng thời gian này. Khoảng thời gian 3 năm này, các bạn nên, nghĩ về cái tương lai của mình. Có những bạn hai mươi mấy tuổi thì các bạn còn một tương lai dài phía trước, rất là dài ở phía trước. Các bạn chỉ bỏ ra có 3 năm, 5 năm thôi. Các bạn chưa tới được 30 tuổi nữa. Nếu như trường hợp các bạn 22, 25 thì 5 năm thôi. Các bạn mới có 30 tuổi rồi, tương lai của các bạn rất là dài ở phía trước. Còn những bạn nào mà trên 30, các bạn là có gia đình, có con rồi, thì bây giờ các bạn bỏ ra 5 năm thôi, các bạn cũng chỉ mới chòm chèm 40 tuổi thôi. Cuộc sống của các bạn nó sẽ ổn định, bình yên. Con của mình học tại một cái đất nước mà văn minh phát triển. Khi mà đã thành tài rồi thì ngẩng mặt lên hãnh diện với tất cả bạn bè, hàng xóm, gia đình. Các bạn nên, bỏ ra 5 năm đầu. Bây giờ đổi ngược lại, các bạn ở Việt Nam, các bạn mất thời gian 5 năm, các bạn có được cái gì? Những người bạn sinh viên khi bước chân ra trường, học tại Sài Gòn luôn, khi bước chân ra trường thì đôi khi công việc thực sự lại không có, việc làm không ổn định, thu nhập không ổn định, cuộc sống cũng là hôm nay ngày mai thôi. Vậy thì 5 năm này các bạn bỏ tại đây đi, bỏ tại nước Úc này đi, và các bạn có một cái tương lai rực rỡ phía sau. Còn những bạn nào mà trên 40 hoặc là 50, các bạn cũng vì con của mình, vì con của mình, vì tương lai của những đứa trẻ, các bạn nên bỏ cái thời gian này ra để mà con của mình ngày mai nó tốt đẹp hơn, ngày mai nó sống sung sướng hơn, và gia đình của mình ngày mai cũng sống sung sướng hơn. Giúp lại những người thân ở tại Việt Nam, tại quê nhà, giúp lại được họ, thì các bạn nên bỏ ra 5 năm này đi để giúp đỡ cho mình, cho người vợ, cho con và cho cả gia đình tại Việt Nam. Chứ những thời gian đầu mình biết các bạn vượt qua sẽ rất là khó khăn. Chính vì vậy mình mới đặt một cái câu hỏi là tại sao các bạn lấy cái visa làm nông này. Đôi khi các bạn đang làm, khi các bạn qua Úc rồi các bạn đang làm, các bạn cảm thấy mệt quá, các bạn đứng hái một trái xoài hoặc hái một trái dâu, các bạn rất là mệt. Rồi sau đó các bạn đặt một cái câu hỏi là tại sao mình lại lấy cái visa làm nông này. Thì các bạn phải có câu trả lời vào cái lúc này. Cái lúc mà các bạn mệt mỏi nhất, các bạn đặt ra một cái câu hỏi như vậy, thì các bạn phải tự có một cái câu trả lời cho chính bản thân của mình. Vì con, vì gia đình, vì người thân của mình, vì cuộc sống của mình, mình phải đứng lên, mình phải vượt qua. Khi tinh thần của bạn vững vàng như vậy thì mình tin chắc các bạn sẽ vượt qua tất cả. Mình tin chắc là các bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Thời gian 5 năm thôi. Sau khi các bạn có được thường trú dân, các bạn được ở đây rồi, thì các bạn ở lại cái nông trại của các bạn là một thời gian cuộc sống ổn định nữa. Các bạn nhiều lúc không có muốn đi đâu đâu. Đã quen một chỗ nào rồi, các bạn sẽ ở lại đó, trụ lại đó. Và chính phủ cũng sẽ đi tới những cái vùng đó để mà phát triển cái vùng đó lên, nếu như dân cư hội đủ. Nếu như dân cư hội đủ tại đó thì chính phủ sẽ tới đó, hoặc những cái công ty lớn tới đó phát triển những cái gì gọi là xin lỗi các bạn, chính yếu của xã hội, như là những trường học lớn nè, rồi những cái bệnh viện lớn nè, các bạn không cần phải đi xa, hoặc là những cái nơi vui chơi cho trẻ em nè, rồi tất cả mọi thứ, từ từ chính phủ cũng sẽ phát triển cái vùng đó lên, nếu như hội đủ dân cư ở đó. Thì khi các bạn đã được như vậy rồi, chính phủ đó
vô để phát triển rồi thì các bạn không cần thiết phải muốn đi đâu cả. Bởi vì xung quanh tất cả mọi nơi các bạn đều đã có mọi thứ. Bất quá bây giờ các bạn chưa biết city là cái gì. Ở những ba cái city lớn, Sydney, Melbourne, Brisbane, các bạn không biết. Các bạn có thể book vé máy bay, các bạn đi bay qua những cái bang này. Bất quá các bạn bỏ ra một tuần các bạn đi chơi, đi du lịch, thì tất nhiên các bạn cũng sẽ biết hết được cái nước Úc. Nhưng mà rồi các bạn cũng phải trở về cái nhà của mình. Bởi vì sao? Sống quen rồi, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Ổn định rồi thì cũng chẳng muốn đi đâu cả. Có đúng không ạ? Cho nên hôm nay á, mình trả lời cái câu hỏi mà clip trước mình đặt ra cho tất cả các bạn. Và cũng có những cái lời khuyên chân thành dành cho tất cả các bạn. Vì mình biết chắc rằng thời gian đầu rất là khó vượt qua. Các bạn hãy vì tương lai của mình, vì vợ mình, vì con mình, vì một ngày mai cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy vượt qua cái cuộc sống thời gian ban đầu này nó khó khăn nhé. Thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Mình cũng chia sẻ những cái sự suy nghĩ này, cũng như là những cái kinh nghiệm mà trước đây mình đã từng trải, mình gửi đến cho tất cả các bạn. Thì cũng mong cái video clip này nó sẽ hữu ích, cũng là một phần động lực cái tinh thần của tất cả các bạn. Nếu như sau này các bạn gặp một cái trường hợp giống như hồi nãy mình nói, sau khi qua Úc làm việc rồi gặp cái trường hợp như vậy, thì các bạn có thể mở cái clip này lên xem lại để vực dậy cái tinh thần, giúp mình vượt qua những cái khó khăn. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn được mạnh khỏe trong cái tình hình dịch Covid-19 này ha. Và các bạn nên làm những cái giấy tờ thủ tục nào cần thiết, các bạn nên làm từ bây giờ đi. Những bạn nào mà chưa có passport thì các bạn nên làm đi. Nếu các bạn muốn xin cái visa này, các bạn muốn qua đây, thì các bạn nên làm cái passport đi. Bởi vì cái passport các bạn làm cũng phải mất 10 ngày, 2 tuần rồi. Sau đó là những cái giấy tờ như là sơ yếu lý lịch nè, giấy khai sinh nè, rồi hộ khẩu nè, rồi giấy hôn thú nè, nếu mà có gia đình, rồi khai sinh của vợ nè, khai sinh của con nè, rồi chứng minh nhân dân nè, passport của con nè. Nếu như những con cái các bạn chưa có thì bây giờ các bạn nên làm đi. Nếu các bạn có ý định muốn đi, các bạn nên làm đi. Rồi sau khi các bạn có hết cái giấy tờ rồi, các bạn đi dịch sang tiếng Anh. Khi dịch sang tiếng Anh thì các bạn tất nhiên là cái những cái chỗ dịch này các bạn phải hỏi là khi tôi muốn dịch đi để xin visa đi nước ngoài thì có cái mộc đóng vô để mà sở lãnh sự quán Úc chấp nhận á. Đó, thì các bạn trước khi dịch các bạn hỏi, tại vì mất công là các bạn dịch rồi các bạn không biết, các bạn dịch rồi người ta chỉ dịch cho các bạn thôi, rồi rốt cuộc các bạn không xài được cái bản dịch đó, các bạn tốn tiền và mất thời gian. Chính vì vậy các trước khi các bạn dịch thì các bạn phải hỏi cái nơi nào có chức năng dịch sang tiếng Anh mà đóng cái mộc vô mà lãnh sự quán Úc nó chấp nhận. Thì các bạn nên làm những cái điều này trước đi, để mà khi visa đã phát hành rồi, các bạn đã nắm hết thông tin rồi, các bạn có cái thời gian các bạn nộp vô liền. Thì khi các bạn nộp vô liền thì lãnh sự quán họ sẽ xét liền. Bởi vì sắp sửa cái năm tài khoá mới này, người ta cần người nhiều lắm, thì các bạn sẽ là những người đầu tiên bước chân vào Úc này. Thì mình cũng là mong các bạn giữ sức khỏe, đó là điều rất là quan trọng ha. Thì xin chúc tất cả các bạn luôn được bình an, sức khỏe và may mắn trong cuộc sống ha. Mình cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào cái clip tới của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt. Nếu như các bạn yêu thích cái kênh của mình, xin các bạn ủng hộ bằng cách nhấn like, nhấn chuông và nhấn nút đăng ký, nhấn cái chuông và nhấn đăng ký để ủng hộ cái kênh của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt.